Thưa quý vị và các bạn, trong điều kiện kinh tế bị tác động do dịch bệnh, nhiều doanh nghiệp đã có những chính sách hạ giá bán sản phẩm trong mùa Covid để cứu vớt tình hình sản xuất kinh doanh của mình. Chính vì thế cũng xuất hiện nhiều tranh chấp pháp lý xoay quanh vấn đề cạnh tranh về giá. Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng ta sẽ cùng đến với cuộc trao đổi của phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam với luật sư Phạm Thanh Bình, giám đốc công ty luật Bảo Ngọc ngay sau đây. Xin cảm ơn ông đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Vâng, xin chào quý vị khán giả của Truyền hình Quốc hội. Vâng, thưa ông, khi doanh nghiệp đối thủ hạ giá bán sản phẩm trong tình hình dịch bệnh COVID-19 thì doanh nghiệp cùng lĩnh vực có quyền kiện đối thủ đó về việc phá giá hay không ạ? Dịch COVID-19 đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng đến tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp. Chính vì vậy, sau khi tình hình dịch đã được kiểm soát thì doanh nghiệp thường có những cái biện pháp cần thiết như là khuyến mại, hạ giá sản phẩm, dịch vụ để phục hồi hoạt động kinh doanh cũng như giảm thiểu tối đa thiệt hại cho doanh nghiệp. Thế tuy nhiên, hành vi trên cũng có thể dẫn đến cái việc là cạnh tranh không lành mạnh. Theo quy định của luật cạnh tranh năm 2018 thì hành vi cạnh tranh không lành mạnh là hành vi của doanh nghiệp trái với nguyên tắc thiện chí, trung thực, tập quán thương mại và các cái chuẩn mực khác trong kinh doanh, gây thiệt hại hoặc là có thể gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp khác. Theo quy định của điều 45 luật cạnh tranh năm 2018 về các cái hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị cấm thì hành vi khuyến mại giảm giá nhằm cạnh tranh không lành mạnh, hành vi bán hàng hóa cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ dẫn đến hoặc có khả năng dẫn đến loại bỏ doanh nghiệp khác cùng kinh doanh cái loại hàng hóa dịch vụ đó thì bị coi là một cái hành vi cạnh tranh không lành mạnh và bị cấm. Đồng thời, theo quy định tại điều 10 của luật giá năm 2012 về hành vi bị cấm trong lĩnh vực giá thì cá nhân tổ chức sản xuất kinh doanh không được lợi dụng khủng hoảng kinh tế, thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, dịch bệnh và các cái điều kiện bất thường khác lợi dụng chính sách của nhà nước để định giá mua, ra bán hàng hóa, dịch vụ một cách bất hợp lý. Theo quy định tại khoản 9 điều 11 luật giá năm 2012 về quyền của cá nhân tổ chức kinh doanh thì cá nhân tổ chức kinh doanh có quyền khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện cái hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về giá, yêu cầu cái tổ chức cá nhân có hành vi đó phải bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật về giá theo quy định của pháp luật. Trong luật cạnh tranh năm 2018 không có quy định về trường hợp được khởi kiện ra tòa án về hành vi cạnh tranh không lành mạnh của doanh nghiệp đối thủ. Thì như vậy, theo quy định vừa viện dẫn thì cái việc doanh nghiệp đối thủ hạ giá thành sản phẩm mà phù hợp với quy định của pháp luật về cạnh tranh, về luật giá thì không phải là hành vi vi phạm pháp luật. Vì vậy doanh nghiệp cùng lĩnh vực cũng không thể khởi kiện đối thủ về cái việc phá giá này. Thế tuy nhiên, nếu mà có căn cứ để xác định rằng cái hành vi hạ giá sản phẩm nó là cái hành vi cạnh tranh không lành mạnh, thuộc hành vi bị cấm theo quy định pháp luật thì đây là hành vi phạm pháp và có thể sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Và cái doanh nghiệp kinh doanh có thể bị khởi kiện theo quy định của luật giá năm 2012. Những tranh chấp về thương mại như thế này thì thường được giải quyết như thế nào thưa ông? Thực tế, những cái tranh chấp thương mại về giá mà có đủ căn cứ để xác định là hành vi cạnh tranh không lành mạnh thì sẽ được giải quyết theo quy định pháp luật về cạnh tranh. Theo quy định tại điều 77 luật cạnh tranh năm 2018 về khiếu nại vụ việc cạnh tranh thì tổ chức cá nhân cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm hại do hành vi vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh có quyền thực hiện khiếu nại vụ việc cạnh tranh đến Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia. Như vậy, trên thực tế, các cái doanh nghiệp kinh doanh cùng lĩnh vực thường cho rằng hành vi hạ giá thành sản phẩm dịch vụ là cái hành vi cạnh tranh không lành mạnh nên các doanh nghiệp này thường chọn cái con đường là khiếu nại vụ việc cạnh tranh đến Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia. Đây là một cái cơ quan thuộc Bộ Công Thương có cái chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện cái chức năng quản lý nhà nước về cạnh tranh, đặc biệt là chức năng tiến hành tố tụng cạnh tranh, kiểm soát tập trung kinh tế, quyết định cái việc miễn trừ đối với các cái thỏa thuận thương mại. Thưa ông, là trên thực tế thì việc xử lý những trường hợp cạnh tranh không lành mạnh như thế này khó có thể thực hiện một cách triệt để. Vậy quy định của pháp luật đã có những cái quy định như thế nào để có thể hạn chế sự xuất hiện của những hành vi cạnh tranh không lành mạnh ạ? Hiện nay thì pháp luật cũng có một số cái quy định để hạn chế cái việc mà cạnh tranh không lành mạnh thông qua cái lĩnh vực giá, mà cụ thể là cái việc áp dụng các cái quy định của luật giá năm 2012. Trong quy định của luật giá 2012 thì các nhà làm luật đã đưa ra những cái trường hợp cụ thể để xác định giá bán của một loại hàng hóa hoặc của một cái loại dịch vụ nhất định. Và đây nó cũng là cái cơ sở để các cái doanh nghiệp mà cùng kinh doanh
hoạt động trên một lĩnh vực có thể xác định được rằng cái hành vi hạ giá của đối phương có phải là hành vi cạnh tranh không lành mạnh hay không. Cảm ơn luật sư Phạm Thanh Bình với những chia sẻ vừa rồi. Hy vọng những thông tin hữu ích mà luật sư vừa cung cấp sẽ giúp các doanh nghiệp vượt qua những khó khăn của giai đoạn này. Chương trình được Truyền hình Quốc hội Việt Nam phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện trong khuôn khổ của chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.